Imagine sun shining in clouds in the sky. Damn, tỉnh dậy lúc nửa đêm và đây là cái bộ mặt xuống cấp thảm tệ của mình đây. You know what? Mình sẽ book với em Việt Nam để đi làm đẹp thẩm mỹ đi. Mọi người hãy cùng tham gia hành trình này với mình nhé. Hello mọi người, mình mới ngủ dậy. Mình mới đáp chuyến bay xuống Việt Nam ngày hôm qua ấy. Thì ngày hôm nay, ngày hôm nay hãy cùng mình xem là về Việt Nam thử thách làm đẹp trong 24 giờ thì mình có thể hoàn thiện những cái gì nhá. Một điều rất hay Việt Nam ấy, đó là chủ nhật mọi người cũng làm việc tất cả mọi nơi luôn, trừ như kiểu là công việc hành chính nhà nước ấy. Cho nên là rất là hay và mọi thứ cũng rất là kiểu dễ dàng access đó. Đây là cái lượng kem chống nắng mình recommend mọi người sử dụng khi mà mua kem chống nắng thì nó mới có tác dụng nha. Phải thực sự là đầy đủ và khi mà làm ấy thì cứ vỗ là cũng được này. Và đừng quên là phải sử dụng cho cả cổ. Công nhận về Việt Nam nóng thật mọi người, nóng dã man luôn. Nóng kiểu mình kiểu cứ một thời gian mà quay lại mình quên mất là cái thời tiết nó hơi bị đáng sợ như thế nào. Thế cho nên là khi mà mình có chia sẻ những cái kiểu như là về làm đẹp gì đó thì mình chắc chắn là sẽ lưu ý cái mục này để cho nó phù hợp với các bạn ở Việt Nam nhất. Mình sẽ chuẩn bị nhanh chóng và chúng mình cùng đi nha. Về đầu tiên khi phải về Việt Nam làm đó là đi gặp nha sĩ các bạn ạ. Về tình trạng răng này, dinh đợt này nó bị xỉn máu ấy. Răng của mình thì cũng có một vài bạn hỏi là có làm thẩm mỹ gì không, thì mình ngoại trừ lắp cái răng cửa là răng sứ này ra, mình chưa có cơ hội làm gì thêm. Mình từng có suy nghĩ muốn làm veneer để răng trắng sáng và đều màu hơn. Ngoài ra không biết có thể sửa cái phần hàm trên, mình thấy là nó hơi hô ra một xíu. Nhưng mà khi lớn dần thì thẩm mỹ của mình cũng nhiều phần thay đổi. Những khu vực mình nghĩ là khuyết điểm, tự nhiên mình nhận ra là nó là cái cá tính vẻ đẹp riêng của mình. Khuôn miệng và nụ cười cũng từ đó mà tự nhiên và cũng có nét khác biệt với người khác. Và cái răng này là năm ngoái mình đã phải về Việt Nam làm lại trụ và hiện vẫn là lắp sứ lên. Mình nghĩ là về lâu về dài để mà giữ được thì mình vẫn sẽ phải làm implant. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mình thấy vẫn là ok. Cái răng của mình nó có nhiều cái vấn đề khác nhau, cộng thêm là mình cần phải làm mấy cái filling và mình muốn làm những cái dịch vụ làm sạch, làm trắng răng ở Việt Nam. Thì mình được quote ở bên Úc là 1,5 đến 2 ngàn. Mà về Việt Nam mình làm tất cả mọi thứ thì mới có 300 nghìn, cộng được luôn là mua được các cái thuốc chống viêm cho răng này. Và mình còn có thể làm răng trắng sáng tự nhiên ngay lập tức. Mà nếu như bạn xem tiếp cái video này thì bạn sẽ thấy nên là mình đánh giá dịch vụ này 10.000 trên 10 điểm và rất là xứng đáng mua vé về Việt Nam nha. Chị có nhớ rồi. Một tháng trở lại đây tự nhiên mình xuất hiện tình trạng dễ ngứa đầu và dễ lên gầu. Mình thử từ dầu gội sạch sâu tới thảo mộc đều không có tác dụng. Da đầu còn bị mụn li ti nên là mình ra tiệm gội thử những cái loại dầu mới và lát tranh thủ đủ kiểu tóc luôn. Khi mình đi làm tóc ở Việt Nam luôn là 50-50. 50 là có thể không giống ảnh mẫu đưa cho lắm, 50 còn lại là hết thuốc cứu và chỉ chờ tóc mọc lại. Đây là trước bạn tự cắt nha. Dạ vâng ạ. Không được tí nữa ạ. À không, có nhiều nhiều ở cả hai bên. Đây là một cái máy bằng này chứ. Máy bay có khó chăm không ạ? Ngoài ra mình còn được bonus phỏng vấn về chuyện gia đình, nhà cửa, chồng con. Kết quả là nó không khác gì bộ tóc cũ của mình nên là lát nữa mình sẽ phải tới tiệm khác để sửa lại. Chi phí tổng cộng làm đây là 200.000. Nhưng mà rất là đáng giá bởi vì bàn tay cô thợ ở đầu đây đỉnh, mình chấm 10 trên 10. Bây giờ mình đang ở tiệm may, mình mới phát hiện ra cô thợ lành nghề này ở Hải Phòng và cô đảm bảo may được mấy cái thiết kế kiểu design mình mong muốn. Thì bước đầu tiên là họ đo số đo cơ thể. Mình đã có sẵn mấy mảnh vải cũ từ mấy năm nay, mình bỏ đi cũng phí ấy. Cho nên là sau khi mà chốt vải nào, may theo mẫu nào và mình sẽ quay trở lại sau khi mà họ may xong. Phí một bộ là từ 500 đến 600 ngàn. Còn có ok hay không thì mọi người hãy xem tới cuối video của mình. Bạn nào mà theo dõi mình từ trước tới nay sẽ biết là mình thích đi may váy này. Vậy nên hãy nhấn theo dõi mình để xem thêm những content thời trang làm đẹp trong cuộc sống nha. Vì có hai cuộc hẹn trên Hà Nội nên mình ghé nhanh qua tiệm tóc của salon này ở phía Đống Đa. Đây là bộ tóc cắt như không cắt và mình muốn sửa lại. Hiện thì mình đang phá mái để lát nữa mình sẽ cắt mái Pháp. Ngoài ra mình cũng không muốn nó quá lệch sang một bên như trước tới nay và muốn có một chút thay đổi. Mình được gợi ý là cắt mái bay đi, nhưng mà cái bên salon kia họ vừa làm cái mái bay của mình hỏng rồi nên là mình muốn thử một kiểu khác hẳn đi. Phí phá mái là 150.000, cắt là 300.000, mình thấy giá khá là ổn. Đoạn này về xem lại thấy anh bạn cắt tóc điệu nghệ luôn nha. Sau đó là mình tỉa thêm kha khá tóc ở phía dưới để phần trên đầu nó đỡ bị ọp. Lúc mình mở mắt ra thì nhận ra là hình như mình không hợp để vào cái mái, nó hơi lưa thưa như thế này cho lắm. Đặc biệt là lúc mình không làm
tóc, không make up và mình còn đeo kính nữa thì cái má nó sẽ nhô ra trông rất là buồn cười. Được, dài thêm nha. Cái này nó sẽ dài dần ra. Nên dài thêm. Ok, hình tí được không? Có hẹn ở phòng khám bệnh viện mắt. Lý do mình tới đây đó là một, xem xét cơ sở dịch vụ cho tới tay nghề có thể tin tưởng được hay không. Thứ hai là mình muốn xem mắt mình đã có thể chuẩn bị cái quá trình mổ cận, và mình muốn tìm hiểu kỹ thông tin quá trình trước và sau khi mổ cũng như là cái chi phí. Mình đánh giá dịch vụ ở đây khá là chỉnh chu. Sẽ có người hướng dẫn bạn điền đơn này, hướng dẫn bạn các bước tiếp theo đi như thế nào. Việc khám mắt diễn ra khá chi tiết và nhanh chóng, chỉ tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ thì phải là đã xong tất cả, và họ xác định được cái độ chuẩn mắt cận của mình là bao nhiêu. Và khi mà xác định trường hợp bạn có thể đủ mổ cận hay không thì bạn có thể xử lý luôn ngay trong ngày nếu mà bạn muốn. Lúc mà khám xong thì mình cũng có ngồi xuống với chị tư vấn viên và tìm hiểu về cái gói mổ SMILE là cái phương pháp không tạo và lật và giác mạc và không dùng dao cơ học mà chỉ dùng tia laser kiểu như là chiếu vào. Nói chung là nó an toàn, nhanh chóng, chỉ mất khoảng tầm 5-10 phút thôi. Mình cũng tìm hiểu thêm thời gian mắt cần nghỉ ngơi sau phẫu thuật là ra sao và các bước tiếp theo cần làm là gì. Chi phí nó sẽ rơi vào khoảng 45 triệu cho hai mắt. Nhiều lúc họ có promotion thì giá nó sẽ còn thấp hơn nữa. Với mình chi phí này rất là ok, bởi vì ở bên Úc giá thành sẽ rơi vào khoảng tầm 5.000 đô một mắt. Vì không rõ phải quay lại Việt Nam trong 3 tháng tới hay không nên mình chưa quyết định đặt cọc và làm ngay, vì các cái thông số mình kiểm tra ngày hôm nay sẽ chỉ có giá trị trong vòng 3 tháng mà thôi. Vậy nên là sau này mình có muốn quay trở lại để mà làm cái việc mổ cận này thì mình cũng sẽ phải bắt đầu từ đầu cái quy trình khám mắt như ngày hôm nay. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là mình đã có đủ thông tin để đưa ra quyết định và có thể plan kế hoạch cho lần tới mình trở về Việt Nam nó chỉnh chu hơn. Vậy nên là mình nghĩ cái buổi appointment này rất là quan trọng và mình sẽ cho mục này là 10/10. 6 giờ tối mình đã trở lại Hải Phòng và tới tiệm spa để chăm sóc da. Đầu tiên mình được chụp và soi da dưới máy để kiểm tra các mặt như là mụn này, độ ẩm, chất lượng da vân vân. Trước đó thì trước khi mình bay thì mình đã nói chuyện với chị chủ spa là bạn mình, là mình có các vấn đề về da. Lý do là đợt vừa rồi mình bận rộn này, mình đi du lịch này, da bị mụn thâm xuống cấp xỉn màu vì thiếu ngủ, chế độ ăn uống giảm sút và dị ứng với môi trường, thay đổi nguồn nước vân vân. Thì các liệu trình mà mình đã set up trước sẽ làm tối nay đó là: thứ nhất liên quan tới da mặt thì có một là chăm sóc da mặt này, hiêu nhẹ da mặt, làm thermal căng bóng da, tiêm meso tế bào gốc nhau thai để trẻ hóa và tăng cường sức khỏe cho da, vì da mình bị yếu từ trước và dễ nhạy cảm với mọi thứ thay đổi từ môi trường, từ mỹ phẩm dù là nhỏ nhất. Đó lý do vì sao giữa vô vàn các chất mình chọn nhau thai cuốn rốn, và đây cũng là tinh chất có chi phí cao nhất. Tiếp theo đó là tiêm bắp 5 điểm, và cuối cùng thì trên da mặt mình sẽ chạy máy thêm những cái khu vực quanh mắt và rãnh cười để chữa một xíu cái lằn ở rãnh mắt, rãnh cười, và mình hơi bị thâm mắt một xíu. Về da cổ thì mình sẽ có chăm sóc dưỡng da cổ này, làm thermal cổ và also tiêm meso căng bóng cổ. Mình được recommend là tiêm filler để xóa nhăn trên cổ nhưng mà mình đau nên là mình tạm dừng chưa làm. Cuối cùng thì phần nách mình cũng chạy qua nhanh, làm trượt lông nhanh và peel thảm mộc trị thâm. Những mộc này thì để đạt hiệu quả tối đa thì cần ít nhất 2-3 liệu trình, nhưng mà vì không có thời gian nên chỉ làm những liệu trình này một lần cơ bản trong ngày hôm nay đã. Chi phí tổng cộng là 35 triệu chưa kể và mỹ phẩm chăm sóc da mà spa bán. Nữa thì mọi người sẽ thấy toàn bộ quá trình spa họ làm những bước gì. Ở video này mình muốn chia sẻ một chút, một vài bài học về da mặt và chăm sóc da mà mình ước bản thân mình đã làm sớm hơn và hy vọng sẽ có ích cho một đôi bạn. Thứ nhất, mình ước là mình đã có một cái skincare routine hoàn thiện hoàn chỉnh từ sớm, nhưng mà không phải là bắt chước những cái người influencer hay là mua linking khi xem quảng cáo trên Facebook, Insta hay TikTok, mà phải thực sự đi tìm hiểu tới phòng khám spa để hiểu tường tận về loại da, các vấn đề mà da mình có và mong muốn outcome là gì, để từ đó mình sẽ phát triển một cái routine phù hợp với bản thân. Và ngoài ra, sunscreen và kem chống nắng càng sớm càng tốt. Quan trọng nhất là chúng mình cần phải nghiêm túc và stick với nó, nhất quán làm theo hàng ngày và với những cái sản phẩm đó, chứ không phải hôm nay thử cái này, ngày mai chán thì thử cái khác, thích thì làm và ngày nào lười thì bỏ. Và điều thứ hai, mình ước là mình đã đi làm facial thường xuyên và nhất quán hơn. Ngày trẻ thì mình cũng thi thoảng đi làm, nhưng mà chi phí ở nước ngoài khá cao cho những cái dịch vụ facial dù là basic nhất, nên mình cũng không đi thường xuyên. Tất nhiên là khi mà chúng mình ở độ tuổi 20 còn bề bộn nhiều thứ, vừa mới ra trường còn phải tìm công ăn việc làm, thì cái facial không phải là nơi để tiêu tiền. Và ngoài ra, nếu da bạn không có vấn đề quá nghiêm trọng thì bạn chỉ cần stick với một cái skincare routine đơn giản như là sử dụng sữa rửa mặt, kem chống nắng, dưỡng ẩm, retinoid vân vân là đã đủ với bạn rồi. Tuy nhiên với mình thì mình hay bị mụn nội tiết, như kiểu là khi mà tối kỳ thì mụn sẽ nổi tùm lum hay là da quá nhạy cảm mà mình rất là dễ bị breakout. Thì khi mà
Bị như vậy mình thường tự xử lý tại nhà, như kiểu là mình hay nặn mụn linh tinh này, và nó sẽ không an toàn sạch sẽ và khiến cho da bị tổn thương nhiều hơn. Thì khi mà đi làm facial họ sẽ có cái bước chăm sóc da an toàn nhẹ nhàng, và nó như kiểu là bảo trì bảo dưỡng làn da mình vậy. Vậy nên khi mà mình tính toán chi phí mua các cái sản phẩm mua linh tinh trên mặt thì mình thấy đi làm facial spa sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Cũng dạng như kiểu mình đi nghỉ ngơi, thư giãn làm đẹp cho bản thân là điều mình nghĩ chúng ta đều xứng đáng. Và thi thoảng thì chúng mình cũng nên treat bản thân như kiểu là tặng bản thân những món quà nhỏ xinh vậy. Ngoài ra mình thấy chi phí ở Việt Nam rất là ok luôn nha. Quan trọng là ta cần phải tìm được một nơi an toàn, uy tín từ dịch vụ chăm sóc khách hàng này, cho tới tay nghề, cho tới chất lượng sản phẩm, dù là bôi ngoài da hay là đưa vào trong cơ thể. Thì toàn bộ quy trình mình làm ngày hôm nay hết 4 tiếng cả thì mình được đắp mặt nạ và chiếu đèn, ánh sáng xanh, ánh sáng đỏ đủ cả để cho dịu da, về nhà mình sẽ chăm sóc cẩn thận, không đi đâu để tránh nhiễm trùng và tổn thương không đáng có. Bạn nào mà hứng thú tìm hiểu về cái quá trình toàn bộ mình tiêm meso hay là có câu hỏi khác nhau thì hãy để dưới comment, mình sẽ làm một video riêng nhỏ sau nha. Về những cái treatment liệu trình làm đẹp ở spa này thì phải sau một thời gian mới có thể thấy rõ hơn. Và liệu trình thì mình cũng hiểu là nó phải làm từ 2 đến 3 lần trong vòng bao nhiêu tháng hay là trong vòng 1 năm thì nó mới có thể đem lại kết quả tối ưu hơn. Với mình sau khi mình trở lại Úc thì những cái vùng mình tiêm báp 5 điểm đó là bị nổi mụn tràn lan, những cái mụn kiểu mụn ẩn, mụn li ti. Mình đã thấy cái tình trạng này ngay lúc mà mình ra sân bay Tân Sơn Nhất là mình đã có thể thấy được rồi. Tới giờ thì mình vẫn còn bị những cái mụn li ti đấy. Cái sự căng bóng từ mesotherapy thì chỉ thấy trong 2 tuần đầu thôi. Còn giờ thì mình thấy nó cũng không căng bóng gì nữa. Highlight của cái treatment này là lúc làm facial và massage da đầu. Về chất lượng dịch vụ mình đánh giá là 100/100 nha. Nhưng mà treatment thì mình chỉ cho 5/10 thôi. Còn về giá cả thì mỗi spa khác nhau, nhưng mà theo mình thấy thì ở đây mình sẽ đánh giá là 10/10, bởi vì họ sẵn sàng làm theo những thứ mà mình yêu cầu. Tổng kết chuyến đi về Việt Nam thì hết tất thảy 60 triệu cho 24 giờ này, chưa kể chi phí đi lại, ăn uống, mua sắm và tiền mua mỹ phẩm, thuốc thang sau đó. Nhưng mà mình đánh giá chuyến đi này rất là xứng đáng. Và đây là thành quả cuối cùng mà mọi người xem nha. Hãy click video tiếp theo này để xem vlog một tuần mình ăn gì và các cái recipe mình nấu nha. Còn nếu bạn lần đầu tới với kênh của mình thì hãy nhấn vào đây để xem các video trước nha. Cảm ơn mọi người và gặp lại mọi người tuần sau. The sweetest birthday cake, why can't it just stay this way? Like you.